quyết mới muốn chia sẻ các bạn để nấu cái món canh chua hải sản hoặc canh chua tôm, cá, các cái loại hải sản khác nhau. Thì hôm nay mình chọn nấu với tôm và nguyên liệu quan trọng để mà hình thành cái món này á, là phải có cái bột chanh gia vị. Cái sản phẩm này mới trên thị trường của công ty Chanh Việt Long An. Thì nấu cái món này bằng cái bột chanh gia vị nó có cái đặc biệt riêng, đó là thì cái bột chanh gia vị sẽ là cái yếu tố quyết định cái việc ngon của cái món này, cái độ ngon. Cái bột chanh gia vị này là giải pháp thay thế cho chanh tươi, thay thế cho me hoặc là các cái loại trái mà nó tạo vị chua. Không cần phải dùng chanh tươi vào những cái mùa mà khó khăn hơn, thì chỉ cần dùng cái bột chanh này, nó cũng chứa sẵn cái tinh dầu chanh luôn, nó rất tốt cho sức khỏe. Thì cứ vậy mà dùng cái bột này nêm nếm sao cho nó vừa phải thôi. Này, trước tiên là dầu ăn phải có rồi để dùng cho món ăn. Chảo nóng lên một tí. Hành tỏi băm nhuyễn để tạo cái độ thơm cực mùi. Đây là ớt bột, thì mình có thể dùng các cái loại ớt bột trên thị trường tạo màu và độ cay và nó thơm. Cho đây là mình dùng bột ớt của Hàn Quốc, nó tạo màu rất là đẹp. Khi hành tỏi của chúng ta thơm rồi thì chúng ta bỏ sả vào luôn. Món này cùng với sản phẩm bột chanh thì đây là chanh khô, lá chanh khô của công ty Chanh Việt Long An. Thì cái sản phẩm chanh lá chanh khô này rất là tiện dụng, thay thế cho chanh tươi mà vẫn tạo cái mùi thơm. Theo cái công nghệ mới để mà giữ được cái màu tươi của lá chanh, giữ được cái màu tươi của cái lá chanh này. Đây, nó chứa tinh dầu rất là thơm, dùng trong các món nấu lẩu hoặc là nước uống vân vân. Thì trong cái món lẩu chua này, canh chua này mình sẽ dùng cái lá chanh này vào. Okay. Bây giờ chúng ta cho thêm một ít cà chua để tạo màu. Cho cà chua vào xong rồi thì chúng ta có các loại gia vị, cho tí muối, chút đường hoặc bột ngọt tùy theo khẩu vị mỗi nhà. Cái bột chanh thì chúng ta sẽ cho sau. Chúng ta cho thêm một tí thơm, tạo cái độ ngọt, chua ngọt. Khi mà cơm cà nó thấm rồi thì chúng ta cho nước vào. Đợi nước sôi lên thì chúng ta sẽ cho bột canh gia vị vào và thêm nêm nếm lại thêm cà chua, hành ngò, bỏ tôm vào là xong cái món đơn giản này rồi. Chúng ta sẽ bỏ lá chanh khô vào nè, mình bỏ lá chanh khô vào cho nó thơm. Mình cho thêm bột chanh gia vị, cái bột chanh gia vị này như là một củ bột nêm vậy, nhưng mà nó bột chanh thôi. Cho thêm đường vào. Rồi, bây giờ chúng ta cho thêm Đâu vậy? Mỹ Khanh màu sắc đây, một nồi canh chua tôm đơn giản đã xong và có thể múc ra thưởng thức ngay thôi. Do là bây giờ công việc con người hiện đại nên là không có nhiều thời gian, thành ra là không có thể nào mà vắt me hay là vắt chanh rồi lấy nước cốt cho cái chua thêm, nên là cái bột chanh này là giải pháp để mình nấu canh cho nó nhanh chóng, rất là đơn giản. Ngoài ra có thể trộn gỏi hay là làm nước mắm cũng có thể, kẹt quá thì mình có thể cho thêm một tí, nó tạo độ chua. Loại bột chanh gia vị này mình có thể mua cái túi lớn hoặc là mua những cái chai nhỏ hoặc là những cái túi nhỏ nữa. Mua tại công ty Chanh Việt thì các bạn có thể lên mua ngoài thị trường hoặc là lên trên Facebook xem cái fanpage Chanh Việt thì có bán online trên đó, hoặc là mua ở bên ngoài thị trường tại công ty Chanh Việt. Gia vị này các bạn có thể tìm mua trên cái fanpage Chanh Việt, sẽ được giao tận nơi, dù mua một bịch hay là một gói nhỏ. Và sắp tới thì sản phẩm này sẽ, theo mình biết là sẽ có mặt trên thị trường, vào các cái kênh như là siêu thị, chợ búa và các cái kể cả những cái tiệm tạp hóa nhỏ, các bạn cũng dễ dàng tìm mua những cái gói nhỏ để nấu một cái bữa ăn cho gia đình rất là thuận tiện, hoặc là luôn luôn trữ sẵn trong gia đình để thay thế cho chanh. Và chỉ trong nấu nướng thôi nhé, vì uống thì có cái loại bột chanh dành cho uống, còn đây là loại bột chanh để nấu ăn gia vị.